Hello xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay hãy Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cắt ghép chỉnh sửa trên cái ứng dụng CapCut. Đó đây là cái ứng dụng chỉnh sửa video trên điện thoại miễn phí. Ở những video trước hãy Tâm có hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa rất là nhiều trên cái ứng dụng KineMaster, đó là cái ứng dụng thu phí. Nếu như các bạn không trả phí nó sẽ hiện cái logo trên cái video. Đó nhưng mà hãy Tâm cũng hướng dẫn các bạn tải những cái phiên bản mà không có logo. Nhưng mà tải được dài, bữa nó bị lỗi, tải được dài, bữa nó bị hư. <laughs> Cho nên hôm nay Thái Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh sửa trên cái ứng dụng CapCut này. Tuy gần đây là cái ứng dụng chỉnh sửa miễn phí nhưng mà nó có rất là nhiều tính năng mà ứng dụng thu phí không có. Đó, sau này các bạn cứ dùng cái ứng dụng này để chỉnh sửa trên điện thoại là ok. Ok và bây giờ không nói vòng vòng xàm xàm mất thời gian nữa Nếu như các bạn muốn biết cách thức chỉnh sửa video trên điện thoại như thế nào thì ngay bây giờ đây các bạn cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thái tầm nhé. Nào, <laughs> OK và ở bước đầu tiên nếu như bạn nào chưa có cái ứng dụng Capcut á thì các bạn sẽ vào cái cửa hàng CH Play nè để các bạn tải về. Hả? Các bạn sẽ nhập ở trên thanh tìm kiếm nè. Các bạn sẽ ghi là Capcut. Hả? Nó sẽ ra cái ứng dụng giống như vậy và các bạn cứ cài đặt như bình thường thôi. Và sau khi các bạn cài đặt xong chúng ta sẽ có được một ứng dụng như thế này. Bây giờ các bạn sẽ mở lên. Bây giờ để bắt đầu chỉnh sửa video, các bạn sẽ nhấp vào dự án mới nè. Và sau đó các bạn sẽ chọn một cái video mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Đó bây giờ Hải Tâm sẽ chọn cái video này. Ok. Đó cái video Hải Tâm mới quay hồi chiều luôn. Bấm thử cho các bạn xem nè. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Hải Tâm sẽ làm một cái video đi hái hạnh để chỉnh sửa cắt ghép video cho các bạn xem. Hiện tại Hải Tâm đang đứng trước một cái khu vực toàn là hạnh thôi, hạnh với nhãn nhưng mà nhãn hết mùa rồi, bây giờ đi hái hạnh thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Và bước đầu tiên, nếu như các bạn muốn thêm cái phụ đề cho video á Ví dụ như các bạn nói tới đâu thì cái chữ nó sẽ hiện thị tới đó á Thì các bạn sẽ nhấp vào cái chữ văn bản nè Sau đó các bạn sẽ nhấp vào phụ đề tự động nè Đó, các bạn sẽ chọn cái ngôn ngữ mà các bạn muốn nó ra phụ đề nè Tiếng Việt, rồi các bạn sẽ nhấp vào bắt đầu Đó, các bạn sẽ thấy cái phụ đề nó hiển thị ra sẵn nè. Bây giờ Hải Tâm sẽ bấm thử cho các bạn xem nè. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hệ Tâm sẽ làm một cái video đi hái hạnh để chỉnh sửa cắt ghép video cho các bạn xem. Hiện tại hệ Tâm đang đứng trước một cái Đó các bạn thấy không? Cái phụ đề nó hiển thị trên video nè. Đó, chúng ta không cần phải ghi bất cứ chữ nào hết, nó rất là tiện lợi. Đó, ví dụ như các bạn nói chuyện không rõ, cái chữ nó không đúng á thì các bạn có thể nhấp vào chữ chỉnh sửa hàng loạt nè. Đó, các bạn có thể kiểm tra lại phút thứ mấy bị lỗi nè. Thì các bạn chỉ việc sửa thôi. Ví dụ như cái đoạn này sai thì các bạn nhấp vào đó sai chỗ nào các bạn ghi chỗ đó thôi ghi xong các bạn ok còn nếu như trong quá trình cắt ghép á các bạn làm sai các bạn muốn hồi lại á thì các bạn sẽ nhấp vào cái dấu mũi tên này đó nó sẽ trở lại cái lúc mà chưa làm phụ đề còn nếu như các bạn bấm vào cái mũi tên bên đây thì nó sẽ hiển thị lại phụ đề đó là cái cách thêm phụ đề cho video và ở bước tiếp theo cái tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cắt video nó rất là đơn giản thôi ví dụ như các bạn muốn cắt bỏ đoạn nào thì các bạn chỉ việc kéo ngay cái đoạn đó đó ví dụ như đoạn đầu nè. Lúc chưa nói chuyện nè, dư thừa nè. Các bạn sẽ nhấp vào cái video nha. Xong các bạn sẽ nhấp vào cái chữ tách nè. Đó, như vậy là chúng ta đã cắt xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái đoạn dư thừa ở ngoài đầu nè. Rồi các bạn sẽ nhấp vào chữ xóa. Đó là cái cách chúng ta cắt video, nó rất là dễ. Đó các bạn quay video xong các bạn cảm thấy cái đoạn nào mà nó dư thừa thì các bạn cắt bỏ thôi. Các bạn cứ xem nè. Đó, ví dụ như các bạn muốn cắt bỏ cái đoạn giữa này thì các bạn cũng sẽ nhấp vào cái video nè. Các bạn nhấp vào chữ tách. Rồi, ví dụ các bạn kéo ra đây. Các bạn cắt tới cái đoạn này đi. Thì các bạn sẽ nhấp tiếp vào chữ tách nữa. Như vậy là chúng ta sẽ dư thừa một cái đoạn ở giữa nè. Các bạn nhấp vào cái đoạn giữa nè. Các bạn cho nó vào thùng gác. Cũng đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như các bạn quay nhiều đoạn video và các bạn muốn bỏ vào các bạn ghép lại thì nó cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ nhấp vào dấu cộng nè. Và các bạn sẽ chọn cái video các bạn muốn thêm vào Đó bây giờ Thái Tâm sẽ chọn video này Ok Đó thì lập tức chúng ta sẽ có hai cái đoạn video nè Đang hái hạnh nè Ok yeah. nè Đó nó nhảy qua video này Đó tự động nó sẽ ghép lại thôi Các bạn bỏ bao nhiêu đoạn video vào cũng được hết Bây giờ bước tiếp theo Thái Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh màu cho video Bây giờ các bạn muốn chỉnh màu thì các bạn cũng sẽ nhấp vào cái video luôn Tiếp theo các bạn sẽ kéo ở thanh dưới này các bạn có thể nhấp vào cái bộ lọc để chúng ta chỉnh màu sẵn nè Đó ở đây nó có rất là nhiều mẫu màu để chúng ta chọn nè Bây giờ các bạn chọn thử cái này đi Trà xanh nè Đó nó gực gỡ hơn thấy không Sáng da nè Đó các bạn có thể chọn như thế nào mà cho nó phù hợp Với cái ý tưởng của mình Trắng đen cũng có nè Đó bây giờ Thầm sẽ chọn cái gực gỡ này đi Quá gực gỡ lè lẹt luôn Còn nếu như các bạn không muốn những cái mẫu có sẵn Các bạn muốn tùy chỉnh thì các bạn sẽ nhấp vào chữ tùy chỉnh nè ở đây các bạn có thể tăng độ sáng nè, đó, kéo lên, đó, sáng gật luôn ha. Tăng độ nét nè, đó. Có rất là nhiều tùy chỉnh để các bạn chọn, các bạn có thể nghiên cứu. Ok. Và ví dụ như video của các bạn quay cái âm thanh nó nhỏ quá, các bạn muốn tăng âm lượng của video lên thì nó cũng rất là dễ dàng. Các bạn cũng sẽ nhấp vào cái video nè. Rồi các bạn sẽ kéo. Đó, các bạn sẽ nhấp vào cái phần âm lượng nè. Các bạn có thể tăng âm lượng gấp 10 lần luôn. Đây là 100, hiện tại các bạn có thể tăng lên ngàn luôn. nè à, là hái rất là nhiều luôn. Đó. Mà nếu các bạn tăng to quá âm thanh nó sẽ bị bể nha. Các bạn tăng làm sao mà cho nó vừa nghe thôi. Dù tăng 200 thôi là hai đi, trăm đấy à, rất là nhiều luôn. Ok. Còn trường hợp video của, của các bạn quay nó quá ồn ào thì các bạn cũng có thể lọc tạp âm. Các bạn kéo qua đây. Đó, ngay cái chữ giảm tiếng ồn nè, các bạn nhấp vào đây. Rồi các bạn bật cái này lên, nè là cho hái rất là nhiều luôn ok như vậy là video của các bạn đã hết tiếng ồn đặc biệt ở cái ứng dụng này chúng ta có cái phần làm đẹp cho gương mặt luôn nha đó bạn nào mà mặt mụn xấu xấu là khỏi lo đó à, bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái video nè các bạn muốn chỉnh bất cứ cái gì thì các bạn cũng sẽ nhấp vào cái video trước thì các bạn mới chỉnh được nha xong các bạn sẽ kéo qua dưới này các bạn sẽ bấm vào thẩm mỹ nè đó các bạn sẽ bấm vào cái chữ mặt nè đó, ví dụ các bạn muốn làm trắng găng thì bấm vào chữ trắng găng nè. Xong các bạn sẽ đẩy cái thanh này lên. Muốn trắng cỡ nào thì đẩy lên. Đó. Trắng nhách luôn không? Ghê trời. Đó, ví dụ các bạn muốn cái mặt mịn thì các bạn nhấp vào chữ chân chu nè. Đó, rồi đẩy lên. Là cái mặt nó sẽ siêu mịn luôn. Mà cái mặt tôi nó mịn sẵn rồi, khỏi cần chỉnh. Kéo về. Đó. Còn muốn sáng thì bấm bên đây. Chỉnh lên sáng khuôn mặt liền. Thấy không? Đó Niếp nhăn Xóa quần thăm mắt Đầy đủ chức năng hết Đó mặt tôi ok rồi Khỏi chỉnh Đó còn nếu như các bạn muốn chỉnh nhanh chậm cho video Thì các bạn sẽ nhấp vào cái chữ tốc độ nè Các bạn nhấp vào chữ bình thường nè Đó hiện tại nó đang là số 1 nè Nếu các bạn muốn nó nhanh gấp đôi á Thì các bạn sẽ đẩy qua số 2 Cho các bạn xem thử nè Hello xin chào các bạn Hôm nay Tâm sẽ làm một video đi hái hành Để chỉnh sửa các video cho các bạn xem Hiện tại Tâm đang đứng trước một cái khu nối như cái máy luôn Còn nếu như các bạn muốn chỉnh chậm Thì các bạn sẽ kéo xuống dưới đây Đó Ok nè Để coi Hello xin chào các bạn Hôm nay hết tập Ok chưa Đó ví dụ như các bạn chỉ muốn làm nhanh làm chậm một cái đoạn nào đó thôi Thì các bạn sẽ cắt riêng cái đoạn đó ra Đó các bạn nhấp vào chữ tách nè Xong các bạn kéo tới cái đoạn nào Các bạn cũng nhấp vào chữ tách nè Đó Ví dụ như các bạn chỉ muốn làm nhanh làm chậm một cái đoạn này thôi thì nhấp vào chỉnh riêng nó. Đó còn nếu như các bạn muốn thêm âm thanh hay là hiệu ứng cho video thì các bạn chỉ việc nhấp vào chữ âm thanh nè, ở đây. Hoặc là các bạn cũng có thể nhấp vào chữ âm thanh ở đây. Rồi các bạn sẽ nhấp vào chữ âm thanh nè. Ở đây nó có sẵn rất là nhiều âm thanh trên ứng dụng nè. Đó nếu như các bạn không muốn dùng cái âm thanh này, các bạn có sẵn cái âm thanh trên máy điện thoại của mình thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Các bạn sẽ bấm từ thiết bị nè. Rồi các bạn sẽ kiếm cái âm thanh của mình thôi ở trên máy của Thế Tâm rất là nhiều âm thanh nè. Quý Thế Tâm sẽ chọn bài số 2 này. Ok, nghe thử nè. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Thế Tâm sẽ làm một video đi hái hạnh. Ok chưa? Còn nếu như các bạn muốn thêm cái hiệu ứng tiếng cười hay là tiếng gì đó, thì các bạn cũng sẽ bấm y như vậy luôn. Các bạn cũng sẽ nhấp vào cái phần âm thanh nè. Chọn từ thiết bị nè. Kiếm cái tiếng hiệu ứng thôi. Ví dụ như tiếng cười khán giả nè. Các bạn sẽ nhấp vào dấu cộng nè. Đó, chúng ta sẽ nghe thử nè một cô video đi hái hành để chỉnh sửa các cái video cho các bạn xem. OK chưa? Đây là thái tâm làm ví dụ thôi. Còn bình thường các bạn làm video các bạn sẽ để cái tiếng cười ngay cái chỗ nào nó phù hợp. Đó chứ không phải đang nói chuyện cười khơi khơi vậy đâu. <laughs> Nếu như các bạn muốn thêm hiệu ứng cho video á, thì các bạn sẽ nhấp vào video nè. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần hiệu ứng nè. Ở đây nó có 3 loại hiệu ứng nè. Hiệu ứng đầu vào, có nghĩa là mới vào video á. Đó. đó. Còn hiệu ứng đầu ra nè cái này là lúc kết thúc video còn kết hợp là cái hiệu ứng trong video đó là xuyên suốt cái video ví dụ thấy tâm sẽ chọn hiệu ứng đầu vào đi đó ở đây nó có mẫu sẵn cho chúng ta xem nè đó ví dụ các bạn muốn cái video của các bạn mới vô bắt đầu nó sẽ như thế nào như thế này đi đó nếu như các bạn muốn nó sáng từ từ thì các bạn sẽ kéo cái thanh này lên đó ví dụ sáng 2 giây ok Hello, xin chào các bạn vậy thấy tâm sẽ bấm cho các bạn xem thử nè mới vô là cái màn hình nó tối thui nè Bây giờ chúng ta ok nó mới sáng từ từ nè. Hello, xin chào các bạn. Thấy chưa? Đó, dạy cho video nó chuyên nghiệp. Và khi các bạn cắt video cũng vậy. Đây, thế tầm sẽ kéo ngay cái đoạn cắt video nè. Các bạn thấy không? Khi các bạn cắt video nó sẽ bị giật hình nè. Đó. Đang bình thường vậy cái nó giật hình qua cánh tay nè. Thì bây giờ thế tầm sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái chuyển cảnh vào cho nó mượt mà. Các bạn sẽ nhấp vào cái đoạn giữa chúng ta cắt nè. Đó, cái ô trắng này và các bạn sẽ chọn một cái hiệu ứng chuyển cảnh cho nó đó bây giờ hãy tâm sẽ chọn cái hiệu ứng này đi đó các bạn thấy không ví dụ các bạn muốn cái hiệu ứng nó kéo dài chút xíu thì các bạn đẩy này lên dây tư đi đó bây giờ hãy tâm sẽ bấm cho các bạn xem lại nè thấy chưa đó còn ví dụ như các bạn muốn thêm một cái video hoặc là cái hình ảnh nữa các bạn lồng vào cái video này thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn sẽ nhấp vào chữ lớp phủ nè rồi các bạn sẽ nhấp vào thêm lớp phủ. Đó nếu như các bạn muốn thêm video thì các bạn sẽ nhấp bên cái phần video nè. Các bạn muốn thêm hình thì các bạn nhấp bên cái phần thêm hình. Ví dụ Hải Tâm sẽ thêm một cái tấm hình đi. Ok. Các bạn có thể dời tấm hình đi đâu cũng được. Các bạn có thể dùng hai ngón tay để chỉnh to nhỏ tấm hình. Đó. Đó ví dụ các bạn nói chuyện các bạn thêm cái tấm hình làm à, minh họa. Ví dụ nhà nghèo bữa nay tôi đi hái hạnh tôi đi bán kiếm tiền. Đó kiểu vậy. Đó các bạn muốn cái tấm hình của mình thời điểm nào nó hiển thị, các bạn chỉ việc nhấp qua tấm hình nè, các bạn đẩy nè, đó. Ví dụ các bạn muốn nó hiển thị ngay từ đầu thì các bạn sẽ để ngay từ đầu nè. Vừa vào cái video là có liền. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay... Còn ví dụ các bạn muốn cái tấm hình nó kết thúc khi nào thì các bạn chỉ việc kéo dài tấm hình ra. Đó, ví dụ các bạn kéo dài ra. Thì nó tới đoạn này nó mới hết. Đó coi như hồi nãy giờ hết tâm hướng dẫn các bạn đầy đủ hết trơn rồi ha. Cắt ghép, thêm hiệu ứng, thêm nhạc, chỉnh to, nhỏ, chỉnh nhanh, chậm, chỉnh xóa mụn, làm đẹp khuôn mặt đầy đủ hết. Bây giờ ở cái bước cuối cùng Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn thêm chữ cho video. Để thêm được chữ vào thì rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ nhấp vào chữ văn bản nè. Xong các bạn sẽ nhấp vào chữ thêm chữ nè. Đó, và các bạn sẽ nhập cái chữ mà các bạn muốn thêm thôi. Đó, các bạn có thể chỉnh to, nhỏ cái chữ nè. Các bạn bấm qua đây, đó. Các bạn có thể dời qua một cái chỗ nào đó. Và nếu như các bạn muốn thay đổi cái màu chữ á Thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái viết nè Đó các bạn sẽ nhấp vào chữ phong cách nè Các bạn sẽ chọn cái viền chữ nè Đó Trắng đen Ok chưa Vàng đen Thấy cái vàng đen này hợp nè Đó tiếp theo các bạn sẽ kéo qua các bạn thêm cái hiệu ứng chữ nè Các bạn bấm vào cái hiệu ứng động nè Để cái chữ nó xuất hiện cho nó đẹp Đó ví dụ các bạn muốn cái chữ mình nó xuất hiện như thế nào Ở đây có rất là nhiều mẫu nè Bây giờ Thái Tâm sẽ chọn cái mẫu này đi và nếu như các bạn muốn nó xuất hiện chậm một chút xíu thì các bạn sẽ kéo cái thanh này lên. Đó, ví dụ 2 giây. Ok. Bây giờ Hải Tâm sẽ cho các bạn xem nè. Ok nè. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Hải Tâm sẽ làm một cái video đi hái hạnh để chỉnh Đó, sửa ghép video không? cho các chữ nó xuất hiện từ trái sang phải. Đó, các bạn muốn cái chữ nó xuất hiện bao lâu thì các bạn kéo dài ra. Đó. Sau khi các bạn chỉnh xong á các bạn sẽ kéo lại cái phần cuối nè. Nếu như ở cái phần cuối này nó có chữ CapCut nha. Đó, giống như vậy nè. Thì rất là đơn giản các bạn muốn xóa thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái phần này Đó các bạn nhấp vào cái thùng gác Là ok Nó sẽ không có cái chữ cắp cút Và sau khi các bạn chỉnh sửa các bạn cắt ghép xong xuôi hết rồi Bây giờ Hãy tầm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lưu video ra Trước tiên thì các bạn sẽ chọn cái chất lượng mà chúng ta muốn lưu ra Các bạn sẽ nhấp vào ở trên này Ở đây nó có chất lượng nè 720B nè 1080 là Full HD nè 2K, 4K đầy đủ hết Tỷ lệ khung hình 30, 50, 60 Bình thường các bạn xuất video á, thì các bạn chỉ nên xuất 30 khung hình 1080. Còn nếu như máy bạn nào mạnh mạnh á, thì các bạn có thể xuất 2K, 4K tùy theo nhu cầu. Đó, hãy tâm bình thường chỉ xuất 1080 thôi. Đó, sau khi các bạn chọn xong các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên ở trên này. Đó, như vậy là video của chúng ta đang xuất. Các bạn chỉ cần ngồi nhịp dò đợi vài phút là ok. Đó, như vậy là video của chúng ta đã xuất xong. Các bạn có thể nhấp vào đây để xem lại cái thành quả. Hello xin chào các bạn hôm nay Hải Tâm sẽ làm một cái video đi hái hạnh để chỉnh sửa cắt ghép video cho các bạn xem hiện tại Hải Tâm đang đứng trước một cái khu vực toàn là hạnh thôi như vậy là Hải Tâm vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách chỉnh sửa video trên điện thoại nó rất là đơn giản và dễ dàng phải không nào chúc các bạn thành công đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Hải Tâm nhé và bây giờ Hải Tâm xin nói lời chào thân ái và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn video tiếp theo xin chào